Ngày mai đi bán với ẩm may theo nghe. Buôn bán ẩm theo chi? Ủa, lần trước tôi thấy đi bán ẩm nó theo bình thường mà. Thì lần trước ẩm nó theo, rồi bận quá không lo cho nó. Nhỏ mém lọt xong kìa, không có ẩm nó theo nữa đâu. Rồi để nhà có gửi một vài tía không? Mắc cười quá, có chuyện hỏi hoài, thằng ông thằng An gì nhây như cái gì á. Con may là của tôi, ông hỏi gì chứ. Ông mà hỏi nữa hen, tôi cho ông đi bán một mình luôn á. Ủa gì Út? Cái thằng đắng quá mà nhận không có ra gì. Trời ơi, gì mới bán gì hả? Tao đẹp nhất xứ biển mà mày không nhìn tao ra. Có gì gọi con chuyện gì hả? Ừ, gọi nhờ giả. Chuyện gì? Cậu ba bay đi về nhà đó. Rồi đêm qua đó, sáng nay đi sớm mà có báo đi qua đêm không? Giờ không. Cậu ba không có nói gì hết á. Ừ. Chuyện gì vậy? Cậu ba bay đi thăm thằng Hùng, giúp giùm dì Út, mà nó chuyển chạy tuốt cái Ti Phong lận, cho nên á chắc chắn là không có đi về trong ngày được đâu con. Mà vì thằng Hùng người ta kêu án nó chưa gì? Chưa có kêu án con. Nó đi giật đồ của người ta, rồi lên tới đó lòi ra thêm nữa, nó hút chích nữa, cho nên người ta điều tra đi điều tra lại chưa có án. Thôi để có gì con về nhà rồi con nói với má con. Dạ. Con nói với chị Hai tiếng giùm là cậu ba bay đi có thể qua đêm, nhiều khi chị ngóng nha con. Dạ. Thôi Út đem con chở về luôn nè. Dì Út còn quẹo mua bó rau rồi dì Út mới về. Nắng nôi quá bay đi làm cực khổ, chưa ăn uống gì, chạy xiết về ăn đi con. Đi đi con. Rồi về trước nha. Ừ. Dạ. Chạy đi con, chạy xiết xiết về đi. Cảm ơn con nha. Dạ. Ghé mua bó rau gì về. Ông Nam Đất, tôi đang kêu ông đó. Nghe chứ, nhưng mà tưởng kêu ai? Tôi kêu tên ông rõ ràng mà, ông Nam Đất. Ủa, chị kiếm tôi hả? Ừ. Có vụ gì không? Tôi kiếm ông nói chuyện đó, có được không? Nói chuyện gì? Tôi với chị đâu có chuyện gì đâu nói. À, cây mướn lặng mà gió nó chẳng ngừng. Đầu hai thứ tóc rồi, nói chuyện cho nó đàng hoàng nha ông Năm Đất. Ủa đầu tôi hai thứ tóc, vậy đầu chị mấy thứ tóc? Không chừng ba. Ủa đâu phải cứ hồn nhiên muốn đi kiếm ai chửi lộn là chửi đâu trời. Hả? Ủa tôi đâu có rảnh, đâu có dư hơi mà khi không qua đây kiếm chuyện với ông chi cho mệt vậy. Vậy chứ chị kiếm tôi chuyện gì? Ủa ông không biết chuyện gì hả? Đừng có nói với tôi là ông không mới biết chuyện cái thằng Gia Bảo con tôi đó. Nó mua cái ghe máy, nó chở cái con Út Xuân của ông á đi ra buôn bán ở ngoài chợ nổi đó. Ủa? Thì sao? Ủa sao vậy? Sao tự nhiên lợi dụng con tôi vậy? Nè chị người lớn á, phải nói ăn nói đàng hoàng rõ ràng nha. Ai, chị đừng có ngậm máu phun người à. Ngậm máu phun người ông ai lợi dụng? Ngậm máu phun người. Tía con ông chứ ai. Hả? Cái chuyện con Ngọc Hoa nó rõ ràng trắng đen rồi thì mắc mớ gì cái dính níu với con thằng Gia Bảo con tôi. Bởi vậy người ta nói mà, có con gái ăn bắt vàng. Ơ à, đâu, ngồi mát ăn bắt vàng. Bây giờ thằng Gia Bảo con tôi á, nó tần tảo thay ông rồi, cho nên hả thảnh thơi rảnh rang quá ngồi đây thưởng trà. Đang uống trà ngon mất hứng. Ờ tôi không có rảnh hơi đôi co với chị. Chị rảnh hơi chị đứng chị la làng lên đi ha. Cái ông này, cái thứ đàn ông gì, tôi chưa nói hết chuyện mà. Trời ơi cái ông này, người gì đâu mà vô duyên. Thank you.
Dạ chú ơi, em mốt á, có ai cần sửa chữa chú liên hệ giùm con nha. Sửa chữa cái gì? Dạ, dạ chú cần giùm con, xin cảm ơn, chú đọc nha. Dạ chú ơi, nếu mốt có ai cần sửa chữa tàu á, chú liên hệ giùm con nha, con cảm ơn chú. Mình phải làm sao đây? Anh đang ảnh quá tốt với mình rồi. Bây giờ còn ràng buộc của gia đình hai bên nữa. Sao mình trả lại tự do cho ảnh đây? Sao khóc vậy con? Ủa gì? Sao vậy? Dạ. Sao con khóc? Có ai làm gì con không? Dạ. Tại con nhìn biển, cái con nhớ sông, nhớ quê, nhớ tiếng, nhớ em con ở nhà của Út ơi. Ừ, làm gì Út hết hồn. Tao tưởng gia đình chồng ăn hiếp bay. Nhưng mà không sao đâu. Tự nhiên cái Út gọi cái con hết nhớ rồi. Ờ, đây Út vui. Vậy lần sau đừng có ra đây ngồi khóc vậy nha con. Có chuyện gì mày cứ chạy qua bên Út. Mày coi Út như gia đình người thân á. Mày khóc với tao, tao còn biết đường tao dỗ. Bầu bì. Con đừng có khóc. Đẻ ra cái mặt nó buồn hiu à. Nghe không con? Hồi sáng á, vậy Út đi thấy mày đi mua cá, cái tàm tao mất mối luôn. Tao theo mày riết coi mày làm cái gì. Rồi mày đi đâu à? Dạ con đi phát tờ rơi. Để em, tại con mua cá chỗ bà kia để con tìm mối quan hệ chứ gì. Làm cái gì? Thì con đưa tờ rơi cho người ta. Tờ rơi là gì con? Thì cái tờ rơi là cái này này gì? Cái này mày viết hay ai viết kìa? Dạ con viết á. Chữ đẹp không vậy? Con tính á, đi lên thị trấn con in ra, nhưng mà nghĩ lại thấy tốn tiền quá, cho nên con viết tới đâu con phát tới đó. Mày sáng dạ chứ mày. Thằng Đăng nó lấy được mày, hai vợ chồng đồng lòng. Trời đất ơi, giỏi giang lo hết trăm bề vậy. Tao phái hai chồng mày lắm á nha. Dạ. Nhưng mà mấy cái tờ này nè, con đưa cho Út cho. Cái này là mình chỉ việc đi phát tận tay người ta là được phải không? Dạ nhưng mà cực lắm Út. Trời ơi dễ ẹt cái gì đâu. Mà mày nghĩ ra cái này hay ha. Có nhiều người á, ghe tàu người ta đi ra đó, người ta chết máy cả tuần trời, không có người sửa. Bây giờ mình đưa cái này, họ biết đường họ mò. Với lại á, Út đi buôn bán mà, đi tới đâu cứ phát tới đó. Tao phụ cho. Trời ơi, cái này hay hả bay? Dạ tại con thấy anh Hải đang về đây không có xưởng tàu nữa, cho nên con muốn ảnh gầy dựng lại sự nghiệp của mình. Mày nhắc xưởng tàu cái tao thấy trong lòng nó buồn. Sao Út buồn? Con biết chuyện Dũng không? Dũng? Dạ không. Mày qua nhà gì? Mày có để ý trên bàn thờ có cái hình thằng trẻ măng không? Dạ có, nhưng mà con không dám hỏi. Ai vậy Út? Nó tên Dũng. Nó với anh Hùng á là anh em ruột. Ba má nó đi ghe chết. Chiến nó bảo lớn dữ lắm. Út nuôi đó. Hai anh em nó từ lúc đỏ hỏn à. Dũng nó giỏi lắm mày. Giỏi mà đẹp trai dữ lắm. Đậu đại học.
Còn mấy thằng mới tính nụm nhau nè, thằng Đăng chồng bay, thằng Hùng, thằng Ngầu, rồi thằng Dũng bại ngoài biển á. Mấy anh em ăn chơi giỡn hết rồi sao á, cái thằng Hùng nó gây chuyện gây lộn, thằng Đăng á thì nó binh xây qua xớt lại sao. Đăng nó vô tình làm Dũng chết. Cái Đăng nó đi tù. Má con á, má chồng con á có bán cái xưởng, đem cọc tiền qua chỗ. Lúc đó ông lo ông khóc, buồn dữ lắm. Tâm trạng gì đâu, không có để ý. Thằng Hùng vô nó xớt cục tiền con, chạy mất biệt mấy năm trời luôn. Cái về nó nghiện ngập xì ke, giờ nó cũng đi tù luôn. Thôi Út ơi, thôi chuyện qua rồi, Út đừng có buồn nữa nha. Tao có buồn, tại Út thương mày á, tự nhiên thấy mày giống như là đứa con gái, đứa con dâu vậy đó. Cái tự nhiên ngồi sẵn biển là tự nhiên nhớ tụi nó. Để cho mày nghe, cho mày biết cho tôi. Út không có buồn. Thôi, tự nhiên kể chuyện buồn, không cho mày khóc. Kể vậy cái mày khóc, nữa đẻ con ra nó không có vui. Đừng khóc. Nín. Dạ. Út tính vậy nè, giờ trưa rồi, mày cũng ăn, con nó cũng phải ăn ha. Trên đường đánh về đưa cho Út nha. Út đi phát, bán tới đâu tao phát tới đó. Dạ mà không có mừng tiền Út không? Không có đâu mà, tôi làm cho. Rồi á, đi tới hết con đường con rẽ về nhà, Út đi tiếp. Khi nào vừa bán vừa phát hết rồi Út về. Chị là Út lẹ dữ lắm nha không con. Dạ. Đi với Út đi về không có khóc nữa nè. Con cảm ơn Út. Ừ. Có chuyện gì á là con cứ đi qua nói với Út nghe không? Dạ. Đội cái nón vô cậu. Đội cái nón vô cho đỡ nắng nè. Đội vô. Con Ngọc Khoa đi chợ chưa về hả má? Ừ à. Không biết bữa nay sao đi chợ lâu quá. Nãy giờ má cũng lóng ngóng đợi nó về đây nè. Dạ. Hay là bây giờ con vòng ra chợ con xem Ngọc Khoa về chưa? À, khoan đã. Dạ. Để má dặn con cái này. Cái tánh của má lúc này á mau quên lắm, cho nên á nhớ cái gì là dặn liền, không thôi má quên. Chuyện gì vậy má? Má tính vậy nè, con Ngọc Hoa là nó sanh con so, cho nên á đừng cho nó đẻ ở trạm xá. Rủi mà sanh con rồi có cái gì mà khó, tội nghiệp nó lắm con. Dạ. Còn bây giờ mình tính sao má? Má tính vậy nè, bữa nào á con đi ra ngoài thị trấn á, rồi con vô nhà thương lớn đăng ký cho nó sanh ở đó. Đàn bà mà sanh con so đó không có đúng tháng đúng ngày đâu, mình chịu khó mình tốn miếng tiền đi con. Mình đăng ký cái phòng chờ sanh cho nó. Khi nào mình thấy cái bụng của nó xuống xuống á thì mình cho nó ra ngoài nhà thương nằm ở chờ đẻ. Rồi Ngọc Khoa ở ngoài ngoại với ai má? Một mình hả má? Má thì bây giờ đi đứng khó khăn, không có thể nào mà lo cho nó được. Con á thì đi làm ban ngày, ban đêm á thì đi ra ngoài đó với vợ con. Đàn bà mà sanh đẻ giống như là chết đi sống lại, cần phải có người chồng ở bên cạnh. Mấy bữa nay á má thấy nó đi tiểu đêm hoài à, đứa nhỏ trong bụng cứng quá sao mà nó ngủ được. Dạ chuyện này để con về hỏi Ngọc Hoa lại. Hỏi chi mất công quá, bữa nào dẫn nó đi khám rồi sẵn đăng ký luôn đi. Dạ con biết rồi má. Ừ. Thôi bây giờ con vòng ra ngoài chợ con xem Ngọc Hoa về chưa. Ừ, đi đi con. Con đi nha má. Ừ. Út Xuân đâu? Còn Út Xuân đâu rồi? Dạ, ra đây dạ. Tao biểu.
Dạ tía. Đi ra đây. Dạ. Tao hỏi bay nè, mấy ngày nay bay đi buôn bán với ai ở chợ nổi hả? Khai thiệt coi. Dạ hôm bữa tía kêu con á là kiếm người buôn bán chung, bây giờ con thuê được chiếc ghe máy rồi, có người chở con đi nữa, rồi ăn chia sòng phẳng hàng ngày à tía. Nhưng bay buôn bán chung với đứa nào, nó là ai? Dạ Gia Bảo. Hèn gì, hèn gì mà bà Sáu con bà tới đây bà mắc ngỏ tao nè. Ủa Út Xuân, mày tìm cách khác không được hả? Mắc mớ gì phải buôn bán chung với thằng đó? Chuyện con Ngọc Hoa thị phi qua lâu rồi, bây giờ tới bay nữa đi, mày muốn làm tao tức chết hả? Dạ không có. Mà tía, thiệt là Gia Bảo tốt với gia đình mình thiệt. Tại phần gánh cái gánh muốn còng lưng luôn, mà bán ế không kiếm được nhiều hết đó. Giờ có Gia Bảo chở con ra chợ nổi bán, rồi có cái ghe mình vô vườn mình mua mão hết trái cây của người ta, cái nào bán sỉ được thì mình bán, cái nào bán lẻ được thì mình bán, có lời lắm á tía. Dưới lại tụi con ăn chia sòng phẳng lắm, đâu có thiếu nợ ai đâu. Nhưng mà dù gì á, ở nhà bên đó người ta giàu, hiểu không? Xét cho cùng á, thằng Gia Bảo nó cũng là ông chủ này ông chủ nọ, chứ đâu phải là dân chạy chợ kiếm sống hàng ngày đâu. Bị nhiều lý do đó thôi là đủ để bà Sáu con bà nói trên đầu trên cổ tao nè. Thôi tía, dì Sáu cái tính của dì trước giờ như vậy mà, cứ nhịn dì tí đi, rồi dì nói cho đã gì, rồi dì cũng tự im mà. Không, nhịn là nhục mày biết không? Thử bay là tao đi, con bay có nhịn được không? Đứng đó nói cho hay vô. Nhưng mà tía là đàn ông, tía nhịn phụ nữ một xíu, cho qua chuyện là được mà tía. Ủa, nhưng mà mày với thằng Gia Bảo là chó với mèo mà tại sao hai đứa bay đi chung được với nhau? Cũng hay thiệt á. Ha, chuyện con Ngọc Hoa nó đã qua rồi nha, bây giờ đừng tới bay nữa nha. Còn cái chuyện mà bay á, gánh không nổi á, thì nghỉ luôn đi, đừng có buôn bán gì nữa đó. Nè, án chừng bây giờ là con Ngọc Hoa nó sắp sanh rồi đó, rồi nghe nói má chồng nó cũng yếu nữa. Thôi bay coi ra ngoài á, lo giúp nó một tay đi nha, để cho mọi chuyện ở đây yên đầu yên cổ tao. Mà sao cầu bác khỏi phải nói móc khóe tao nữa. Rồi bay đi cho khuất mắt tao đi. Dạ. Bảo, con ra đóng cửa rào cho má đi chợ nghe. Ở nhà nha, đi về mà má không thấy là biết với má. Tiền tháng này bên chạy cưa á, con trả lương công nhân hết rồi đó. Còn phần này là phần lợi cũng đưa má hết đó nghe. Giỏi à, được á, tao chịu nghe. Đưa tiền cái khen giỏi liền. Trời ơi, cái gì giỏi thì má khen chứ gì đâu. Nè, ăn cháo đồng không? Để má ra má kêu bưng vô cho con một tô nha. Thôi má ơi, má mần như con là nít 5-3 tuổi không bằng. Ra vô đóng cửa rào sợ người ta vô bắt cóc, rồi đồ ăn thì mang vô tận nơi. Thôi má làm quá. Trời ơi. Mà nè, má nhắc lại cho con lần cuối nha, không có được qua lại với lại cái con Út Xuân của nhà ông Năm Đất nghe chưa. Trời đất ơi, nổi cái chuyện con Ngọc Hoa thôi là tao hả, đã nhức đầu bể não lắm rồi. Mày là mày bất hiếu, mày mới lôi má mày vô cái chuyện động trời như vậy. Trời ơi, làm tao phải mất công tao đi ra chợ tao giải thích với người ta. Trời đất ơi, má ơi là má. Phải kia mà mình lừa gạt con gái người ta thì ê mặt, mình quê với người ta. Còn này con trai má đang là anh hùng của mỹ nhân, má phải tự hào vì thằng con trai của má chứ. Tự hào cái gì? Anh hùng cứu mỹ nhân hả? Mày còn lý sự với tao nữa hả? Túm lại là không có được dính dáng. Nói rồi, sao mà mày không chịu hiểu cái nỗi lòng của má mày vậy? Hả? Mày thấy không?
con Ngọc Hoa đó, chị của nó học đại học mà nó còn cư xử như vậy huống hồ chi, chứ còn Út Xuân nó là dân buôn bán chợ búa rồi làm sao. Tao nói ngàn lần rồi, mày phải hiểu cho tao nghe chưa. Thôi 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 má ơi, má đừng có lấy chuyện con ra rồi má bàn tán chuyện của người ta. Chị em người ta đẹp người đẹp nết, cái gì cũng được hết á, con không biết làm sao má chê được nữa. Tao nói không là không, sao mày cứ cãi bướng, mày đứng đó mày cãi bướng vậy hả? Mới vừa khen thì để tao khen luôn đi, xong mày chọc cho tao chửi vậy. Thôi thôi thôi, má đi chợ giùm con cái đi, giờ con vô con thay đồ rồi con đi qua con coi đám mía để ngày mai con bán, rồi xế xế con ghé chạy cưa luôn, rồi má nấu cơm má ăn mình luôn nha, má đừng đợi con à. Mới vừa nói là họ không có được đi mà cái thằng kia. Nhớ đóng cửa nào cho tao đó. Đi chợ à. Hoa. Ủa, anh về rồi hả? Cái gì vậy? Ngon quá. Hoa. Dạ. Mai mốt gì anh đi Sài Gòn anh mua một số đồ sửa chữa máy cho người ta. Anh về thăm tía. Em xem mua ít đồ khô rút đi để về anh làm quà cho tía. Ủa, từ Sài Gòn á mà anh xuống quê em xa lắm. Thôi anh mừng kia Ngọc Công vậy. Có đồ Ngọc Công cũng lâu lắm rồi em mới về thăm tía đâu. Với lại em với anh chỉ giả bộ thôi mà, anh đừng có làm như vậy. Giả bộ á thì cũng giả bộ cho thiệt. À, em bầu bì như vậy á, đến kêu sứ ngầu chuẩn bị ít khô và anh mang về cho tía. Vậy nghe. Thôi mà. Không thôi gì hết. Gì vậy? Sao cả đây tụm đá chi vậy? Không hỏi chi? Thì tôi hỏi ra tôi lụm phụ. Ông giúp tôi thăm nàng Hùng là được rồi. Không phải tôi không muốn thăm nó, mà vì tôi sợ tôi lo nó tôi ức, rồi cái tôi khóc. Ông giúp tôi là quá lắm rồi. Ngoài việc thăm nàng Hùng ra, tất cả những chuyện khác ông để tôi tự lo đi. Ông đừng giúp tôi, mất công tôi mang ơn ông. Út, đang hỏi vụ lụm đá làm gì tự nhiên nói xiên xỏ qua vụ Hùng chi vậy? Ông hỏi là cái quyền của ông, còn trả lời công là cái quyền của tôi. Nhưng giờ tôi hỏi lại nè, lụm đá vậy làm cái gì? Kệ tôi mà, ông hỏi làm chi? Hỏi đi, ta làm phụ. Nghĩ đi Út, nghĩ đi Út, cầm một hai cục về nổi với Út gánh hai cái này về nổi không? Trời ơi, sao mà ông nổi, gánh cái một cái gì đâu. Có gì đâu mà gánh không nổi. Út, Út, tôi hỏi Út trả lời. Đi về đi, tôi không cần ông giúp. Tôi hỏi Út trả lời, tôi về Út đừng giận tôi nghe. Đúng rồi, tôi không trả lời mà tôi cũng không cần ông giúp. Tôi ra tôi hỏi tôi phụ mà không cho phụ, tôi về đừng buồn tôi nghe. Được con, mình làm cái gì thì mình ghi ra, mình treo lên để bà con người ta cần á, ta tìm đến mình. Sáng kiến này là của anh Hải Đăng á cha. Được á con, cái chuyện xấu á thì dễ làm lắm, chuyện tốt á mình phát huy đi, từ từ bà con cũng ủng hộ mình à. Mà con tính làm xong cái này á, con làm gì nữa không?
Con đợi cho nó khô rồi con treo lên thôi. Ủa, bộ cha định nhà con làm gì hả? Để đi, ở nhà cha đợi nó khô, cha treo lên cho. Bây giờ á, con chạy qua nhà Út Mén giùm cha. Làm gì cha? Theo dõi bà. Mà theo dõi vụ gì? Cha thấy bà lụm đá ngoài bãi biển á, rồi cha hỏi bà lụm về làm gì. Cái bà không nói, mà bà đuổi cha như đuổi tài đó. Con qua nhà bà đi, con theo dõi bà, coi bà lụm đá về bà làm gì, rồi về con nói cho cha nghe. Cũng được, để con đi theo dõi cho cha. Đợi tin rồi con nha cha. Nhớ nghe. Dạ. Có cái tin gì là về báo cha liền nghe chưa. Đường tình gió cuốn vào bao giông, cuộc đời bao trái ngang. Còn gì cho nhau để rồi mãi sau phương sầu nhớ. Tình mình số kia chẳng hề lỗi ai, đành phải cách xa nhau. Hỡi em, ta mất nhau rồi. Lời yêu xưa bay xuống chân trời. Người yêu ơi, xa cách muôn trùng. Tình yêu bay theo lá. Lá thu bay trong chiều, mưa buồn rơi thu về đây răng sầu muôn lối, nỗi cô đơn bùa vây.